Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người từng bị Cộng sản Việt Nam cầm tù 13 năm, đã tiến một bước gần hơn tới bậc chân phước, theo tin từ Tòa Thánh Vatican. Điện Vatican cho hay Đức Giáo Hoàng Francisco đã công bố sắc chỉ nâng Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lên bậc đáng kính, nhìn nhận Cố Hồng Y Thuận đã sống một cuộc đời nhân đức, anh hùng. Với sắc lệnh này, đoạn đường đưa Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tới bậc chân phước và cuối cùng được phong thánh được rút ngắn. Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928, tạ thế tại Roma năm 2002, sau khi phục vụ Tòa Thánh Roma trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Trong 13 năm bị giam cầm, Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận bị biệt giam 8 năm. Trong một chuyến đi thăm Roma đầu những năm 1990, chính quyền Việt Nam tuyên bố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận không còn được chào đón và cấm ông về nước. Hồ sơ tuyên thánh khởi sự từ năm 2007, Ủy ban Hồng Y và Giám mục thuộc Bộ Tuyên Thánh của Điện Vatican hôm 2 tháng 5 biểu quyết đồng loạt chấp thuận án tuyên thánh. Bước kế tiếp của tiến trình phong thánh là Bộ Phong Thánh sẽ chính thức cứu xét phép lạ được cho là nhờ sự can thiệp của Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Sau đó hồ sơ sẽ chuyển lên Ủy ban Thần học của Bộ Tuyên Thánh rồi đến Hội đồng các Hồng Y và Giám mục. Sau cùng hồ sơ sẽ được đệ lên Đức Giáo Hoàng phê chuẩn và công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và ấn định ngày phong chân phước một bước trước khi được phong thánh.